Xin chào các bạn đã quay trở lại với Alphard PC. Và như các bạn đã thấy thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta đang được chứng kiến một cái màn đấu đá cực kỳ cạnh tranh giữa Nvidia cũng như là AMD. Trong khi Nvidia họ vừa mới cho ra mắt dòng card đồ họa RTX Super, còn AMD thì họ lại cho ra mắt rất là nhiều những sản phẩm mới, từ CPU, chipset mới dành cho mainboard và dòng card đồ họa mới. Nhưng mà thứ mà được những người quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại có thể kể đến là những chiếc mainboard sử dụng chipset X570. Và hôm nay thì mình có mang tới ở đây hai chiếc mainboard tầm trung của ASUS đang được sử dụng chipset X570, đó là chính là chiếc Bright X570 Pro và chiếc Robotics E-gaming. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đi trên tay cũng như tìm hiểu xem hai chiếc mainboard này nó có những cái điểm gì đặc biệt. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với chiếc mainboard có mức giá rẻ nhất. Nó rẻ nhất thì nó cũng không phải, nó sẽ chỉ rẻ hơn so với con X570 E-gaming mà thôi. Vậy nên thì với chiếc mainboard này nó vẫn là một chiếc mainboard tầm trung mà ASUS hướng tới đại đa số người dùng. Chính vì vậy mà ASUS họ đã không quá chú trọng về cái mặt thiết kế ở trên chiếc mainboard này. Tuy nhiên thì nó vẫn giữ được những cái nét đặc trưng của dòng main Bright ASUS. Ví dụ như tông màu chủ đạo của nó sẽ là trắng và đen. Các vị trí LED nó sẽ được xuất hiện ở phần giáp I/O cũng như là phần chipset ở bán cầu nam, và các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh nó thông qua cái phần mềm là AuraSync của ASUS. Phần heat sink tản nhiệt cho VRM thì nó sẽ được làm tương đối là lớn và hứa hẹn sẽ mang đến một cái hiệu năng tản nhiệt cực kỳ tốt trong quá trình khi mà chiếc mainboard này sử dụng. Tuy nhiên có một điểm nho nhỏ nó chưa được bằng so với con e-gaming thì lát nữa mình sẽ nói cụ thể hơn cái điểm thua thiệt này so với lại chiếc X570 e-gaming kia. Ở các vị trí chân của PCIe nó sẽ được trang bị thêm một cái phần giáp da cường, vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm lắp được những chiếc VGA hạng nặng vào cũng không lo xảy ra hiện tượng sệ cạc ở trên chiếc mainboard này. Còn về phần tản nhiệt heat sink cho SSD thì nó sẽ được trang bị một cái heat sink ở phần khe dưới mà thôi. Theo mình thấy đây là một trong những cách làm cực kỳ khôn ngoan của ASUS để có thể cắt giảm được chi phí, bởi vì những chiếc SSD sử dụng PCIe 4.0 nó đã được trang bị gần như là tất cả đã được trang bị heat sink rồi. Vậy nên khi mà chúng ta lắp và thường xuyên sử dụng ở trên một chiếc mainboard thường là lắp một chiếc SSD NVMe mà thôi, và các bạn sẽ sử dụng thêm những chiếc SSD SATA hoặc là HDD thông thường, và nó sẽ có thể che đi được cái phần cũng như là không cần cái phần heat sink này. Còn cái phần heat sink ở phía dưới thì nó sẽ giúp cho chiếc mainboard của chúng ta sẽ trở nên đầy đặn hơn. Và thêm một số thông tin thì ở trên những con CPU Ryzen thế hệ thứ 3 thì nó sẽ ăn tương đối nhiều điện. Vậy nên thì ở trên chiếc mainboard này nó sẽ yêu cầu một đầu cấp nguồn là 8+4 pin. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tới với chiếc ROG X570 E-gaming. Và khi mình nhắc tới dòng Trick của ASUS thì chúng ta đều đã biết đây là dòng tiệm cận cao cấp của ASUS. Vậy nên thì chiếc mainboard này nó cũng được thừa hưởng những thứ đó và được trau chuốt rất nhiều về cái mặt thiết kế. Với tông màu chủ đạo của main sẽ là đỏ và đen, và nếu như các bạn chỉ nhìn qua về bề ngoài thôi thì các bạn sẽ thấy nó sẽ không có quá nhiều điểm khác biệt so với chiếc Bright X570 Pro. Tuy nhiên thì nếu nhìn kỹ hơn một chút thì các bạn sẽ thấy được những cái điểm râu ria dành cho những anh em nào muốn ăn chơi ở trên chiếc mainboard này. Đầu tiên là về phần heatsink thì như mình đã nói ở trong đoạn đầu video là chiếc X570 Bright nó sẽ có một cái phần heatsink nó cũng tốt rồi, nhưng mà trên chiếc e-gaming này nó sẽ còn tốt hơn, bởi vì về cái mặt kích thước thì hai chiếc mainboard này cái phần heatsink nó hoàn toàn ngang bằng nhau, nhưng nó sẽ được trang bị thêm một cái phần ống đồng nữa. Vậy nên thì cái hiệu quả tản nhiệt chắc chắn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với chiếc Bright kia. Thứ hai là nó sẽ được trang bị tới hai cổng bằng LAN để có thể đảm bảo được cái tín hiệu cũng như đường mạng trong xuyên suốt quá trình khi mà chúng ta chơi game, không lo xảy ra hiện tượng là đứt mạng. Nhưng cũng như là những cái công nghệ mới ví dụ như là chuẩn Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0 thì chiếc mainboard này nó sẽ được tích hợp sẵn. Tiếp đến là các vị trí LED ở trên main thì nó sẽ được trang bị nhiều hơn, tạo nên cái sự ấm hố cũng như là điểm nhấn cho chiếc mainboard này. Và một vài tổng hợp cuối cùng trước khi mà chúng ta kết thúc video ngày hôm nay dành cho những chiếc mainboard đang được sử dụng chipset X570. Đầu tiên đó chính là nó sẽ được sử dụng cái chuẩn socket là ARM4, vậy nên các bạn vẫn có thể hoàn toàn sử dụng được những chiếc CPU Ryzen từ thế hệ nhất cho tới thế hệ thứ 3. Và thứ hai đó là nó sẽ được sử dụng cái chuẩn giao thức kết nối mới nhất là PCIe 4.0. Nó sẽ cho cái tốc độ băng thông nhanh gấp đôi so với lại PCIe 3.0. Và cuối cùng là do chiếc chipset X570 này nó phải gồng gánh quá là nhiều những cái công nghệ ví dụ như là Wi-Fi 6 này, Bluetooth 5.0, rồi PCIe 4.0 và rất nhiều những cái công nghệ khác nữa, cũng như là CPU Ryzen thế hệ thứ 3 nó ăn tương đối nhiều điện. Vậy nên thì ở cái phần tản nhiệt cho chipset thì hầu hết những chiếc mainboard sử dụng chipset X570 nó sẽ được trang bị thêm một cái phần quạt tản nhiệt cho cái phần chipset này nữa. Còn về mặt hiệu năng thì như anh em đều đã biết thì ở Việt Nam chúng ta vẫn chưa có Ryzen thế hệ thứ 3, vậy nên thì chúng mình sẽ không thể nào test được cái hiệu năng ở trên hai chiếc mainboard này, và bọn mình sẽ hẹn các bạn ở trong một cái video sớm nhất. Và như vậy thì hôm nay mình đã cùng với các bạn đi trên tay cũng như trải nghiệm nhanh hai bộ máy chủ sử dụng chiếc X570 là chiếc e-gaming cũng như chiếc Bright. Cá nhân mình nhận thấy thì hai chiếc mainboard này nó đáp ứng tương đối là tốt ở trong cái tầm giá, tuy nhiên về cái mặt hiệu năng thì chúng mình vẫn chưa test được. Và đặc biệt hơn thì đối với chiếc Bright X570 Pro kia thì mặc dù là về cái giá tiền cũng như là về cái thiết kế nó không được đẹp so với lại con e-gaming này, tuy nhiên thì về những cái thông số phần cứng cũng như là những cái mà nó được trang bị nó cũng không thua thiệt quá là nhiều so với con e-gaming. Và các bạn nghĩ sao về hai chiếc mainboard này thì đừng quên để lại kiếm comment ngay bên dưới phần bình luận video cho mình cũng như các bạn xem video này biết. Còn video của chúng mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích được gọi ấn like, share video và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại channel YouTube của Alphard Computer. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.